Song Long Media xin chào các bạn. Hiện tại trên tay mình đang là chiếc tai nghe Sennheiser Momentum True Wireless 2. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối, sử dụng các chức năng và di chuyển lại chiếc tai nghe này. Chiếc tai nghe in-ear của chúng ta được trang bị Bluetooth 5.0, khả năng chống nước IPX4, thời lượng pin sử dụng liên tục là 7 giờ đồng hồ và kèm theo đốc sạc là 28 giờ đồng hồ. Rất là thoải mái cho các bạn có thể sử dụng trong vòng 1 đến 2 ngày. Ở phần đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối chiếc tai nghe với thiết bị di động. Để kết nối thì các bạn hãy mở nắp ra, nhấc hai tay của chúng ta ra khỏi đốc. Trên điện thoại các bạn hãy bật Bluetooth lên. Các bạn hãy chạm và giữ vào cả hai tay khoảng 3 giây. Khi đó trên màn hình điện thoại của chúng ta sẽ hiện ra tên của chiếc tai nghe, đó là Momentum True Wireless 2. Các bạn chỉ cần chọn vào đó. Như vậy là chiếc tai nghe đã kết nối với thiết bị di động của các bạn thành công. Khi có cuộc gọi đến, các bạn chỉ cần chạm một lần vào tai bên phải để nhận cuộc gọi. Và các bạn hãy chạm một lần nữa để kết thúc cuộc gọi. Và để từ chối cuộc gọi thì các bạn hãy chạm hai lần vào tai bên phải. Mic của chiếc tai nghe thì được trang bị đồng thời cả hai tai, rất là thuận tiện cho các bạn khi đàm thoại. Khi nghe nhạc, các bạn muốn tiếp tục hoặc tạm dừng bài hát thì hãy chạm một lần vào tai bên trái. Các bạn muốn chuyển bài thì hãy chạm hai lần. Và các bạn muốn quay lại bài hát trước thì hãy chạm 3 lần. Các bạn muốn tăng âm lượng thì hãy chạm và giữ vào tay bên phải khoảng 2 giây. Các bạn muốn giảm âm lượng thì hãy chạm và giữ vào tay bên trái khoảng 2 giây. Để sử dụng chức năng Siri hoặc là Google Assistant, các bạn chỉ cần chạm một lần vào tay bên phải. Như các bạn có thể thấy thì trên màn hình điện thoại của chúng ta đã hiện ra trợ lý ảo Siri. Để sử dụng chức năng xuyên âm, các bạn hãy chạm 2 lần vào tay bên phải. Và để sử dụng chức năng chống ồn thì các bạn hãy chạm 3 lần vào tai bên phải để bật và tắt. Ngoài ra, để sử dụng thêm một số chức năng khác, các bạn có thể sử dụng qua app Smart Control của Sennheiser. Các bạn hãy mở app ra. Trên này của chúng ta khi đã kết nối với chiếc tai nghe thì sẽ hiện ra các thông số, ví dụ như là phần trăm pin, tên của chiếc tai nghe. Ở đây các bạn có thể đầu tiên là chỉnh Equalize. Bên cạnh đó là chức năng xuyên âm, như ở đây mình đã tắt. Các bạn chỉ cần bật nó lên đấy cũng được. Ngoài ra các bạn còn có thể sử dụng thêm một số chức năng khác, ví dụ như là bật tắt chức năng chống ồn ngay trong app, tự động nhận cuộc gọi. Các bạn có thể update firmware. Như ở đây mình đang là firmware mới nhất rồi, nên không cần update nữa. Và cuối cùng là các bạn có thể reset lại chiếc tai nghe ngay trong app này. Các bạn chỉ cần chọn vào đây. Khi đó trên hệ thống sẽ hỏi chúng ta là có chắc chắn muốn reset lại chiếc tai nghe không. Các bạn nào có nhu cầu thì hãy ấn OK. Và các bạn không có nhu cầu thì ấn Cancel. Vừa rồi là clip mình gửi tới các bạn hướng dẫn cách kết nối, sử dụng các chức năng và reset lại chiếc tai nghe Sennheiser Momentum True Wireless 2. Các bạn đừng quên để lại một like, share, comment cũng như subscribe YouTube channel của Song Long Media. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.